kính mời cô giáo chủ bàn giao trường tôi đã kết thúc chương trình của buổi phát thanh ngày thứ hai và toàn thể dành cho học sinh khối lớp 10 của trường trung học phổ thông Ngô Văn Tú và sinh viên khóa học trường trung học phổ thông Ngô Văn Tú tổ chức. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin gửi lời chân thành đến ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện cho Cindy có mặt và đồng hành cùng các bạn học sinh. Xin cảm ơn sự hiện diện của các bạn học sinh. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những khoảnh khắc mà các bạn sẽ không bao giờ quên khi được học tập tại trường trung học phổ thông Ngô Văn Tú. Chúng tôi hệ thống ngoại ngữ Cambridge luôn đồng hành cùng nhà trường và các bạn học sinh trên con đường phát triển và thành công. Cindy xin chào, xin các bạn kính chào.